Xin chào cả nhà, mình là Xuân Dũng. Hôm nay mình đang đến tại Duyên Hải, Trà Vinh. Mình xuống đây qua cuộc điện thoại của em Lời. Em Lời, em cho rằng mẹ mình đang bị một mắc căn bệnh rất là bí ẩn và khó hiểu. Đã đi chữa trị cũng mười mấy năm qua nhưng mà chưa có hết được. Và câu chuyện bí ẩn của mẹ của em Lời như thế nào? Cái bệnh tật của chị hiện tại bây giờ nó như ra làm sao thì xin mời quý vị cùng Xuân Dũng đến với cái hoàn cảnh này trong chốc lát nữa nhé. Thưa cả nhà, bây giờ mình đang đi vào nhà của em Lợi, nhà vào gặp chị Bình. Trên đường đi vào có cái cầu nhỏ nhỏ thế này. Đúng là về vùng miền quê sông nước. Ở đây người ta đây là nuôi tôm hay là nuôi cua? Tôm cua luôn hả? À, bên đó là thả cua. Cái đầm này là thả cua à hả? Chào anh. Dạ. Mẹ ơi mẹ. Ủa chị đâu rồi? Con đi ra đi ra. Ở đây. Năm. Mở cửa. Chị nằm đó hả? Từ từ. Hay là đi đường xa quá. Đường cửa xa đó quay vô thấy. Hay là đi vô mở cửa. Vô chứ. Cậu cần mở cửa không? Cần kìm. Nó kêu ngoại đi kìm đi. Dạ, ngồi về cũng phải vô. Em vô luôn mà. Em chào chị Bình. Em đây, em vào thăm chị đây. Em Dũng đây mà. Trời. Không sao đâu. Mở cứ mở đi. Để chờ cái kìm mở. Trời ơi đàn ông gì ra ngoài nhà của mình có mất cái chỗ nào một bả thì chửi chỗ đó mở thấp luôn. Không bước vô được không ta? Cứ ghế đi sao đó. Con lại. Sao? Em ăn phụ vô cái gì? Chú đi ra đi chưa? Hai đứa đi. Dắt vô nhà đi. Đi vô nhà đi. Biết kêu lời ơi kìa, biết nói lời ơi kìa. Mở tay. Dạ. Dạ, đây ở ngoài hả? Dạ. 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 Dạ.
Trời ơi, đàn ông gì mà ngu ngu mặt cũng từ đường luôn. Hôm nay có anh Dũng ở Sài Gòn xuống thăm mẹ nè. Trời ơi, là trời đã đứt cả cội đứt cành rồi, ai làm thế ăn bụng mẹ bà ở Sài Gòn mà bà thăm ông nội. Không, em ở Sài Gòn, em Dũng đây. Trời đất, ông nội ơi, cái ngu ngu mặt cộng từ đường mẹ nói đâu biết cái đó là cái gì mà cái nào không biết, ai mà gà, ai mà thăm, ai mà lên cục trong nhà, cái thằng chó đủ đây cục trong nhà không nữa. Trời ơi, con người ngu ngu mặt cộng từ đường, ông nội địa chỉ nào mà mở cửa, vậy mà địa chỉ nào mà phải chạy về địa chỉ, mà bọt, mà cùng bè, cứ uống gì hoài vậy ông nội ơi. Con gì vậy? Trời ơi, con người ngu mà cộng từ đường đã cái tấm thấp thành ô tô rồi bỏ người ta còn biết đi vô đây thì đi mẹ hơn. Trời ơi, con người đã dùng mà cộng từ đường đang làm gì? Đẹp đã, mới mua đẹp. Cảm thấy anh em chị em mới đứng ngồi chơi chơi chờ bà nội rồi thì cũng rất quá lợi thôi mà anh chị nào mà dậy cho anh nội. Bà gì nè? Con người đó mà không biết là bao nhiêu cơm mà còn dài 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 đủ khỏe không ai chịu cho cái chạy qua cái đã rồi cười thì dở không nổi đủ khỏe không người ngu muốn mặt khổng từ rồi thì từ 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 cái đó nhà bên bển người ta quay chiều đến hôm cái đó là nó vậy còn có con nội thì đã vậy con ngựa ba là biết tập cái làm biến thôi. Trời ơi, cái thứ cậu cơ cũng hỏi chị chi mà tí mà hay gì cho nên cứ để cho chị khai khẩu nói đi. Trời ơi, tôi đã đời hết trơn rồi, ỉa mửa cũng không chịu mà nói cái nó là nó chè chè mới nói, nó bỏ mà nói cái nó là biến là vậy cho ông nội ơi. Ra lấy cái máy á. Trời ơi, thời nay nấu cơm thì nấu cơm nấu nước thì nấu nước cứ cười cứ dở chạy hoài, bắt tài bắt giỏi vậy bà thử cái con xanh để mà mất mạng hoài vậy bà chịu được ông nội ơi. Trời ơi, con người thì muốn... Mẹ có ai nói vậy không? Quang từ từ sáng chưa tới bây giờ giật ốc thun rồi. Thế là nhà này mới. Ông là trời cũng thứ thứ gì cũng bà con có một con què cứ ngu nghĩ hoài ông nội ơi. Trời ơi, coi ai mà có cái hãng người ta cái thầy bà nào cứ vậy mà cái thầy bà cứ liều yếu vậy hoài cũng ở đây quen biết không luôn. Em là bàn, bàn của em lời. Không phải thầy bà gì đâu. Con người mà ngu ngu mặt mà dạy đã rồi cũng em không phải là thầy bà gì hết. Nha chị nha. Yên tâm đi, bình tĩnh. Nay em tới em thăm chị thôi. Em giúp chị. Trời ơi, nay mua bom người cứ nói cái điều đức đỡ người lại lọc cái một cùng què đi ra một đại vậy hoài cái thằng chó đủ này với bà bỏ cả có hôn thủ đâu có ngựa bà vậy không còn thằng chó đủ được vậy nữa. Thở nay cho cậu tư, thở nay ông tư chịu máy đẹp để cho nghe ừ chứ đã rồi con ngựa bà làm biến hết hà. Làm biến hết hà. Hôm nay mình sẽ học một cách của ngài ở Pháp. Thôi mà ngu mà cộng từ đường thì đi vô đây ai nhận nước ai ai mà qua là cứ có nha. Nhà tao hoài cứ hữu kế thì cứ làm để cũng cứ làm để hoài không bỏ em cơ. Anh như là bà kính mạch ca sư nhà, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình sẽ học mà. Biểu vậy
nằm không nằm mà ngồi cứ ngồi từ đổ đi ra đây kêu về thì vậy luôn, rồi ngồi trơn trơn vậy lùa đi gì đỡ cho khóa cửa là cứ đớ đớ vậy hoài, cái bụng què không bỏ đớ đớ con ngựa bà nó trời ơi lắm nè trời. Để người ta có hôn thủ ai cũng cúng con nguyện, để người ta lắp vô cái cờ nhựa, cờ nhựa chết thèm chết đói kêu hạn chế được có làm thì được có muốn bụng què cho nó ăn đó không bỏ. Con người gì ngu ngu mạc cộng từ đường đó. Thôi con tôi đỡ không ở mạnh ai ngó ngá đỡ đời chân thương. Tới nay ta gán một cơn người ta đừng chơi dòm chứ không đã nãy vừa cổng cao đã đợi cái cơn là hê hê khỏi ăn khỏi uống cái lì quá yếu nhưng mà cái gặp mặt đi qua thì giờ không bỏ ai được cơn. Đủ mẹ ở đây tao biết cái ba lớn thì bốn lớn vậy chứ làm biết anh nhắc nổi tiếng nước nhà cái cửa đâu ở đây tao chỉ chai dầu này tao biết được tao chờ thì lắm giờ nói khỏi thèm bỏ rồi đủ con đĩ mẹ cực kỳ không lại chết quay không còn nữa. Đủ mẹ lớn cái đầu chó cái hãm cái bụng què của người ta chứ nghịch chứ được có thận cái bụng què có đẻ cái ăn mà nói không bỏ nó không bỏ xin chị nhé. Tới đây đây dịch viên lòng tiếng cùng riêng nói cùng đi làm tao hết hồn hoài luôn không biết đó là bạn về ăn không ăn mà ngủ không ngủ cứ làm cùng làm riêng như vậy luôn. Xin chào chị nha. Con người đó mà làm đầu ngục quẹt đầu thuốc luôn. Em làm gì chị đó? Để người ta có địa chỉ người ta biết chuyện tới đâu kệ bà tao vợ cũng chịu chửi tao lì biết cứ nhát đi đâu kệ bà nó khóa là tao gào con ngựa làm biết không bỏ về không cái gì hoài luôn. Đeo hơi đẹp á mà. Con người nó đeo đẹp á. Mặc đồng tao đường luôn. Nói chuyện thì không dám nói lớn, ta nói cá cứ tiếng là các bà đã là vợ là chồng có làm thì kệ chứ không hợp lệch chứ được có hợp được có thuận đó mà dạy không nghe được không? Để thôi đi coi mệt chứ, đi bắt mệt chứ, đi bắt mệt chứ. Mà không nợ mà ngồi cũng còn nhỏ hơn người ta đi đâu biết gì đâu dạy để cho đất luôn. Chị cảm ơn. Ấm luôn. Nói cái gì đó đi, để đặt cái đời nó vậy còn không chỉ giải tỏa người, người ta không muốn vậy cứ còn một cứ hết hồn đụng thịt đụng gan của mình cũng vậy vậy bài luôn. Em đẹp. Đi ra thì nói chuyện cho đàng hoàng với mẹ ăn uống vậy chưa khỏe chưa nói vậy biết rồi cái lòng tin cái tầm hồn tầm hồ. Tới nơi làm chồng chưa gắn cử cái cây không cử cái cây gì trơn không chạy vậy hoài luôn hết hồn hoài. Đã con xanh nó phải như người ta cứ ra mặt chạy hoài đã bà đẹp tài nó giỏi vậy không có lợi cái sắc bảo cái một quần què có thuận hoài quần què có thuận nhưng mà nó không bỏ gì luôn. Cái này đám thịt ở chùa đám thịt ở chùa ở chùa mẹ chùa để mẹ Quan Âm. Mẹ Quan Âm có luôn luôn ở bên chị để mẹ Quan Âm phù trì phù hộ cho chị ha. Con nè. Lại nè. Đó. Mẹ Quan Âm che chở chị. Mẹ Quan Âm che chở chị. Và chị không phải lo sợ cái vấn đề gì hết. Con lại nè mẹ. Lời nó ở bên chị nữa. Có hôm nay có em Dũng đến thăm chị sẽ ở bên chị nữa. Chị đừng có sợ, chị sợ điều gì? Đừng có sợ gì hết. Có mẹ Quan Âm, đấy cái vòng này á, là vòng của ám thỉnh, mẹ Quan Âm sẽ ở bên chị. Phải không? Tháng này có biết tháng nào, lễ 30 tháng 4 với mọi Tết mùng nào, chứ ăn mùng 5 Tết. Dạ, dạ. Trời ơi, Ngọc Thí, Hồng Tươi, đồ nhóc hết trơn mà ngồi trơn trơn, mà gợn, mà chạy, không có không nổi, nhói cái tấm tơ, không đắp luôn. Đã nó đập đầu đập cổ chào cứu tới ông Minh Thiện làm vào vào khóc vậy hoài bả cũng vậy mà nó mà có gần củi mà biết mà thần cái nó vậy hoài thần biết nói là cái thớ gì mà thần ngồi lo cho nó hoài vậy ông nội ơi. Còn con dịch bắt này nó cà sọt không ai ưa thì đâu tao đi không có gia chậm với người ta mà cứ còn đồ là cái dở hết hồn vậy hoài mà cử mà bị chỗ nào ông nội ơi. Tới nay sẵn vậy tao tặng thì tao tặng con đóng cửa theo cài với vô cái tưởng chạy hoài cứ đi vô một ngày giờ hỏi cái gì tao cũng nói cho cứ vậy hoài luôn. Tới nay dạy phải nói bảo cái đám trơn tắt luôn nó được cái thận cái đó tay chị tay gì thứ gì lớn đầu trâu lớn đầu chó mà nhìn mẹ nó uống thì hoài luôn. Đi thứ gì đó cái mặt ông tại đi bột vô. Mẹ Quan Âm đang đến bên chị đó. Mẹ Quan Âm đang đến. Cứ lợi cho con, cái này cái nọ chứ gì đừng có làm vậy. Người ta tên gì? Đi đâu thì kệ đó, cứ lù lù bữa ai cái lù lù cứ hết hộp của bài luôn. Chị Bình ơi, chị tên gì?
Phải tên Bình không? Phải tên Bình không? Tên Mộng Kim Tốt. Tên gì? Mộng thì tốt hả? Mộng Kim Tốt. Mộng Kim Tốt. Mộng Kim Túc. Mộng Kim Túc. Tên thật đó hả? Không phải à? Vì Mộng Kim Túc nào đó gọi ông gì thì... Ông lái, ông không có cho nó xài chứ mà dạy đậu thằng bé nó đang cũng tỉnh đó. Về chị đi dạy bả mà hiểu qua, dạy nó không bả mà hiểu qua cũng dạy cho ông hỏi chứ. Rồi, ok, biết rồi, biết rồi. Rồi, biết rồi. Ha, em biết rồi. Cái thứ gì mà vô mạng cũng từ đường, nó đã nó ở với ai thì nó ở, nó làm vậy chứ không biết thì thôi. Bảo nó không quẹ, nó mẹ không có vậy quài luôn. Mẹ con ông đang bên chị, mẹ con ông sẽ phù trù. Sợ xe người ta hụt sống hụt chết, ta phụ đông dân số, ta bị lại, cứ nghe lời nó vậy quài, cứ thử cái ta vậy quài luôn. Nó làm biến, làm nát, đã cái đời tắt nghẹn, mà ăn thì làm kỳ gục làm biến, kỳ gục làm biến vậy. Em có thương con, chị thương vợ không? Thế nên khổ đầu khổ cổ, biết là người ta thông thuận chứ hơn chồng gà thật đẹp mà thông thuận. Mẹ quan âm đến bên chị rồi, mẹ quan âm đến bên chị rồi. Ha, mẹ quan âm đến bên chị rồi. Chị có muốn mẹ quan âm đến bên chị không? Muốn đến để giúp chị không? Muốn đến để che chở cho chị không? Muốn không? Nhưng mà em sợ. Hả? Đến rồi nhưng mà sao ạ? Mẹ con hai mấy rồi nhưng mà sao? Sợ này nói ai cũng không cho chạy rồi cũng vậy rồi không vậy cũng không có dịch nó đau quá vậy nó bỏ thật lâu anh ta. Chứ không giữ con lên đừng có thử cái đừng có lo cho nó chứ dù gì cũng là có cái hồi tưởng ai cũng hồi tưởng chạy cho cờ dựng đi binh người ta. Đã ăn không ăn mà uống không uống nó có lo cho ai rồi đi vô đi chứ vậy? Em vô mẹ. Đã người mẹ con ông nói vô đây giúp gì? Người ta quận chú á lên. Mẹ quan âm. Người ta này chị có tin mẹ quan âm không? Quẹ, không biết bao nhiêu bụng què không bỏ em lên. Đừng nói về. Chị có tin mẹ quan âm không? Chị có tin không? Tin. Tin không? Ừ. Chị có tin mẹ quan âm đến che chở cho chị không? Tin.